Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư được viết bởi tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là xúc động về tình bạn của Tiên và Ngọc. Bởi vì cô gái tên Ngọc của chúng ta sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, ngay cả việc mình không có tiền cũng đi vay mượn để cho bạn bè có thể vượt qua khó khăn và nhất là Ngọc, sau khi mà giúp đỡ Tiên, giúp đỡ em trai của Tiên thì cô còn sẵn sàng hy sinh cả cái suất việc làm của mình để dành cho Tiên cùng vào làm. Nhưng mà liệu rằng tình bạn tốt đẹp như vậy có tiến triển mãi mãi hay không và liệu rằng cô gái Tiên Ngọc của chúng ta hy sinh cho bạn bè như vậy là đúng người hay chưa? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi những tình tiết của tập 2 ngày hôm nay. Sau khi mà gặp gỡ với Hoàng thì mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo quý vị nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ. Và nhớ quý vị bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ thật thật nhiều cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện kẻ gieo tương tư tác giả Mộc Miên qua giọng đọc của Tâm An. Hoàng nhấn nút điều khiển từ xa, cánh cổng từ từ mở ra, hương bước xuống xe và cứ say mê ngắm nhìn căn biệt thự này quá rộng xung quanh trồng rất nhiều cây dừa lùn có những cây cao chừng hơn một mét đã có trái vào trong này đi em hoàng đưa cô gái này đi thăm thú khắp căn biệt thự cảm giác lúc này của hương vô cùng hạnh phúc và thích thú cứ nghĩ tới ngày được cùng hoàng bước vào đây và làm chủ nhân của căn biệt thự này là mọi nỗi buồn cũng đều bị xóa tan hết cô ôm lấy hoàng miệng nở một nụ cười tươi rói Cảm ơn anh vì anh xuất hiện trong cuộc đời của em. Đêm nay chúng ta... À anh... Tiếng điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người họ. Hình như là vấn đề công việc nên xem ra Hoàng có vẻ rất lo lắng. Khi vừa tắt máy, cậu quay ra nói với Hương. Mẫu thiết kế có chút vấn đề, bây giờ anh phải đi giải quyết. Anh lái xe chở em về nhà trước nhé. Có vấn đề gì thế ạ? À? Em đi cùng anh có được không? Không sao đâu, muộn rồi, em về nhà ngủ trước. Anh sợ, chắc là phải xử lý qua đêm. Chuyện này quan trọng lắm à? Ừ, em đừng lo. Bây giờ anh phải qua mới biết được. Hương thấy như vậy thì không dám thắc mắc nữa. Nhanh chóng leo lên xe để Hoàng chờ đi. Điện thoại của Hoàng tin nhắn gửi tới liên tục. Hương liếc nhìn màn hình, thấy ghi những mẫu thiết kế bị lỗi. Có những chi tiết bị nghi là đạo nhái. Cô không dám hỏi cặn kẽ, bởi vì sợ Hoàng mất tập trung khi lái xe về tới nhà, Hương vội vàng căn dặn. Anh đi cẩn thận nhé, có việc gì nhớ báo cho em. Ừ, anh biết rồi. Hoàng vội vã lái xe tới thẳng công ty, thư ký đứng sẵn ở chỗ bảo vệ, đang đi đi lại lại, mặt căng như dây đàn, vừa nhìn thấy Hoàng đã nhanh chóng chạy lại. "Sếp, sếp ơi, lên phòng rồi nói chuyện." Họ cùng nhau tới phòng làm việc của Hoàng, cậu thư ký khóa chặt cửa lại, mở máy tính chỉ cho Hoàng những điểm bất thường trong mẫu thiết kế đợt vừa rồi. May mà cậu ta phát hiện kịp thời, nếu như ngày mai cho sản xuất đồng loạt mẫu như thế này thì công ty không những chỉ phải đền bù một hợp đồng lớn mà còn phải đối diện với các vụ kiện tụng. Mẫu này do ai thiết kế? Nguyên một phòng nghe bảo ý tưởng của tất cả mọi người. Em cũng đang không hiểu tại sao lại sai sót như vậy. Đơn hàng này bao giờ thì xuất đi? Dạ chục ngày nữa thưa sếp. Ngày mai tập trung cả phòng thiết kế tiến hành làm lại trong một ngày phải cố gắng bằng mọi giá hoàn thành khoan hãy điều tra chuyện kia tập trung xử lý chuyện này cho xong trước vậy có để bốn nhân viên mới tham gia luôn không anh có để họ tự thiết kế riêng ngày mai tất cả các nhân viên phải tự thiết kế theo ý tưởng của mình tôi là người quyết định cuối cùng mẫu nào được chọn khi đó toàn bộ ban thiết kế mới tiến hành phân tích kỹ lưỡng vâng em hiểu rồi hai người đàn ông chọn hai góc khác nhau mỗi người một máy tính Họ gấp rút xử lý công việc để ngày mai kịp tiến độ. Nguyên buổi đêm hôm đó cả hai người thức trắng. Tới sáng hôm sau thì mọi chuyện cũng tương đối hoàn thành. "Cậu uống cà phê gì?" "Dạ cho em ly cà phê sữa. Đợi một chút, tôi đi pha luôn cho." Hoàng đứng dậy cậu đi xuống dưới sảnh, tôi máy pha cà phê thì bất ngờ gặp Ngọc đeo ba lô con cốc đi tới, nhìn thấy cô không hề có dáng vẻ của một nhân viên thiết kế, giống như một học sinh cấp 3. Ngọc nhìn Hoàng và cúi đầu chào hỏi. Dạ, anh đi làm sớm thế ạ? À? Cô cũng tới sớm, còn gần một tiếng nữa mới tới giờ làm cơ mà. Tôi không có xe, nên tới đây sớm. Mà này, anh có ăn bánh mì không? Cái gì cơ? Ngọc vội vàng liếc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi nhanh tay lấy trong túi sách một ổ bánh mì, sau đó rúi vào tay của Hoàng. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Ngọc vội vàng cầm luôn ly cà phê đen được pha sẵn, ở ngăn ngoài cùng và cười toe toét. Cà phê đen đấy. Cô ấy vui vẻ đi tìm phòng thiết kế và dường như Ngọc cũng chưa biết phòng này ở đâu nên cứ ngó nghiêng đi từng nơi một. "Đợi tôi một chút, ở trên lầu 4, tôi cũng ở trên đó." Ngọc nghe Hoàng nói như vậy thì đứng lại, cô cứ nhìn chằm chằm xuống đất, chẳng biết đang quan sát cái gì. Anh nhanh chóng pha cho Ngọc rồi lúc này bấm vào thang máy cùng cô. Cô vẫn không nói gì chăm chú nhìn vào những dãy số trên thang máy. Hôm nay chuẩn bị mỗi người thiết kế một bản riêng, chủ đề về thiên nhiên. Bên đối tác yêu cầu vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, nhưng lại phải sang trọng, quý phái. Bữa công ty đã thiết kế rồi, nhưng tôi thấy không đạt, nên hủy ngay ở phút chót. Tôi đang cần bản thiết kế chất lượng để sản xuất luôn, sợ không kịp tiến độ yêu cầu. Thế khi nào thì cần mẫu thiết kế ạ? À? Trong ngày hôm nay, cô có ý tưởng gì không? Tôi muốn yên tĩnh một mình trong vòng 3 tiếng Không ai làm phiền Tôi nghĩ rằng bản thiết kế này Chắc chắn là phù hợp với tiêu chí của họ Cô gái này luôn khiến cho Hoàng đi hết từ ngạc nhiên này Tới ngạc nhiên khác Anh không suy nghĩ mà trả lời luôn Qua phòng của tôi Thư ký đang ngồi trên ghế Tranh thủ chợp mắt Nghe tiếng cạch cửa Cậu ta vội vàng bừng tỉnh Hoàng cầm một cốc cà phê đen Tay còn lại là ổ bánh mì Người kia nhìn vào méo sạch mặt Sếp nói đi pha cà phê cho em cơ mà. Thế cà phê đâu? Hờ, tôi quên khuấy mất. Cậu xuống pha đi, khi nào mọi người tới đông đủ thì báo tôi. Thư ký liếc nhanh nhìn Ngọc, cậu ta có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, chỉ là nhân viên mới vào lại được vào tận phòng của sếp, thản nhiên như những người đã từng làm việc lâu năm. Tuy nhiên, cậu ta không dám thắc mắc, nên lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ngọc ngồi một góc quan sát bên cửa sổ, cô lấy bánh mì ra chấm với cà phê cứ tự mình thưởng thức Xem ra rất ngon lành Hoàng cứ chố mắt mà nhìn theo Không nghĩ rằng cô ta lại có sở thích quái dị giống như mình Bình thường khi không có ai Hoàng mới dám ăn như vậy Nếu không người ta lại nghĩ rằng Cậu bị điên Ngọc ăn một loáng thì xong Cô thu dọn lại các mẩu vụn bánh mì Đem vứt vào sọt rác Xong xuôi cô lấy cây bút chuyên dụng trong túi Và một tờ giấy A4 Ngồi ngay ngắm xuống bàn Nhìn cách cô ấy chăm chú phát họa Cách sử dụng bút cũng khác hẳn với những nhà thiết kế khác. Hoàng nãy giờ cứ quan sát cô gái này không trước mắt. Mãi đến khi có tiếng của Hương vang lên mới kéo cậu về với thực tại. Chồng ơi, ăn sáng thôi. Hương lúc này vui vẻ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc đang ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, nụ cười trên môi của cô ta tắt ngắm. Khuôn mặt cũng nhăn nhó, khó chịu vô cùng. Tuy vậy cô ta vẫn nghiến răng, tự dặn bản thân mình phải thật bình tĩnh. Nếu như tức giận là ảnh hưởng tới tình cảm của mình và Hoàng. Hương cố gắng làm như không có chuyện gì. Tiến lại gần sắp xếp đồ ăn trên bàn của Hoàng. Em nấu ăn cho anh đấy, ăn một chút rồi tiếp tục làm việc. Để đấy đi, chưa anh ăn. Hồi sáng anh ăn rồi. Hôm nay nhiều việc lắm. Bạn thiết kế phải hoàn thành cho xong. Bàn cũ không được sử dụng nữa. Tại sao lại không sử dụng à anh? Em thấy tất cả đều ổn mà, được kiểm tra kỹ càng hết rồi cơ mà chuyện này dài lắm nói chung để khi khác anh kể cho em nghe chúng ta đi xuống phòng thiết kế để cô ấy ở đây một mình cô ta đang làm gì thế ạ à? hoàng không muốn ảnh hưởng tới ngọc nên nhanh chóng kéo hương đi ra khỏi phòng anh cũng nói xưa qua về nhiệm vụ của phòng thiết kế và những mục tiêu bắt buộc trong ngày hôm nay phải làm cho xong hương càng nghe càng tức tối giọng nói sặc mùi tức tối anh tin cô nhân viên mới đến kia lập tức đạt được kỳ tích ấy à Hình như anh đánh giá cô ta quá cao thì phải. Em tiếp xúc nhiều rồi, những người miệng ấy luôn tự đề cao bản thân mình thì chả có tài cán gì đâu. Các cụ hay nói rằng thùng rỗng kêu to, chính là như vậy. Thôi được rồi, chuyện này để sau. Bây giờ mình phải tập trung vấn đề chính. Em giúp anh giao nhiệm vụ cho từng người. Anh cần gấp bản thiết kế trong ngày hôm nay. Mẫu nào phù hợp, chúng ta chọn luôn. Anh Hoàng, lần này em phá lệ, thiết kế riêng cho anh. Đợi những người này chắc là không kịp mất. Họa nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết năng lực của Hương nhưng chưa từng ngỏ lời nhờ cô ấy giúp đỡ. Cậu biết công việc của Hương ở đây là giám soát hoạt động các khâu sản xuất. Cô ấy cũng không thích thiết kế theo các quy tắc có sẵn. Tính Hương phóng khoáng tự do, chẳng theo bất cứ một quy tắc nào, vậy nên rất khó để yêu cầu cô ấy làm theo. Đây là lần đầu tiên Hương chính thức ra mặt thiết kế theo yêu cầu. Tuy cô ấy không hề có chút thích thú nhưng bởi vì muốn cho Ngọc sáng mắt, đồng thời có thể giải quyết được khó khăn cho chồng chưa cưới, nên là cô ta cũng miễn cưỡng gật đầu. Phòng thiết kế lúc này tất cả nhân viên đều có mặt đông đủ. Tiền cũng tới từ khá sớm, cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc cột cao gọn gàng. Tuy mặc bộ đồ đồng phục của công ty, nhưng dường như không hề làm mất đi dáng vẻ xinh đẹp của cô gái này. Từ lúc Hoàng bước vào, Tiên không thể nào rời mắt được khỏi cậu ta. Nhìn đầu cũng thấy Hoàng thật là hoàn hảo, không tìm được nhược điểm. Hương vì muốn thị uy với tất cả nhân viên nên thay mặt Hoàng để phân công nhiệm vụ cho từng người. Tiên lúc này vẫn không hề biết đây chính là vợ sắp cưới của Hoàng nên cứ ngang nhiên nhìn Hoàng say đắm. Tất nhiên cử chỉ khác người này đã nhanh chóng lọt vào mắt của Hương. Cô bất chợt nói to. Nhân viên mới, phiền cô nhắc lại những gì mà tôi vừa nói. Hương chỉ tay về phía của Tiền và khiến cho cô bối rối. Nãy giờ cô mải mê ngắm xếp, nên cô có nghe được câu nào đâu. Tiền đứng dậy ấp úng như học sinh không thuộc bài, nhưng bất ngờ bị giáo viên dò lại bài cũ. Hương thấy như vậy, có chút khó chịu. Đây là công ty. Sau này mỗi khi trong giờ hành chính phải tập trung 100% công suất. Nếu như các cô cứ làm việc kiểu này, nhỡ như có vấn đề gì xảy ra nghiêm trọng. Lúc đó tổn thất của công ty, ai là người chịu trách nhiệm? Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhắc nhở về vấn đề tác phong. Bây giờ công ty đang cần một bản thiết kế với đề tài thiên nhiên. Tùy mọi người sáng tạo, các bạn có thể tự do lựa chọn khu làm việc để đạt hiệu quả cao nhất. Miễn là từ giờ tới tối, bản vẽ nộp lại cho tôi. Phải đạt yêu cầu. Hương sau đó cũng phân tích rõ thêm một số vấn đề chi tiết. Tiên đang còn ái ngại chuyện hồi nãy nên không dám lơ là mất cảnh giác. Cô quyết tâm sẽ làm hết khả năng có thể. Tiên rất tự tin về các bản vẽ của mình, đặc biệt là về chủ đề thiên nhiên hoa lá. Xưa kia trường cô cũng đã từng tổ chức cuộc thi tương tự cho sinh viên và kết quả tiên được giải đặc biệt. Bản thiết kế của cô còn được trưng bày tại khoa của trường. Sau khi hướng dẫn rõ ràng nội quy, Hương cùng Hoàng cùng nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hơn chục người. Họ xì xào bàn tán. Này, cô ta là vợ sắp cưới của sếp đấy. Cậy có xếp chống lưng nên hống hách Lúc nào cũng tự cho mình là giỏi nhất Trong khi đó chúng ta Còn chưa hề thấy bất cứ tác phẩm nào của cô ta Tiền nghe xong có chút hụt hẫng Nhưng mà cô lại tự động viên chính mình Anh ấy xuất sắc như vậy Thì vợ phải ra cảnh tương xứng Công nhận cô ấy may mắn lắm Mới được anh Hoàng để ý Bỗng một nhân viên nói tiếp Bảo là có tất cả bốn nhân viên mới cơ mà Sao bây giờ ở đây lại có ba người thôi tiền ngờ ngác cô chợt nhớ ra ngọc nên vội vàng gọi điện nhưng chỉ nghe thấy chuông chứ không có ai nghe máy chết rồi bạn em cũng trúng tuyển đợt vừa rồi không biết nó bận cái gì mà tới bây giờ lại chả thấy bóng dáng đâu những người còn lại không quá bận tâm họ tự tìm một khoảng trống cho riêng mình và bắt đầu vẽ tiền cũng vội vã bắt tay vào công việc mọi người tập trung cao độ ai cũng mong muốn tác phẩm của mình sẽ tạo được hiệu ứng riêng bên công ty này có chính sách thưởng lương theo năng lực, cùng làm vị trí như nhau nhưng mức lương thậm chí có thể gấp đôi là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên ai cũng cố gắng hết sức, đặc biệt là ở phòng thiết kế, mọi người bằng mặt nhưng không bằng lòng, luôn tranh đấu quyết liệt. Lúc này tại phòng của giám đốc, sau khi hoàn thành các nét vẽ phác thảo ở trên giấy, Ngọc tiến tới máy tính, ngón tay lướt nhẹ con chuột, những nét vẽ đầu tiên được hiện ra. Cách cô làm cực kỳ thuần phục, từ họa tiết nhỏ nhất cũng được chú thích rõ ràng và tỉ mỉ chỉ một lúc sau đó ngọc thở phào phùi tay và lẩm bẩm hoàn thành rồi cô lưu lại cẩn thận cầm theo bàn vẽ bước ra bên ngoài ngọc thấy điện thoại của cuộc gọi nhỡ của tiên thì nhanh chân đi tới phòng thiết kế tính hỏi xem cô ấy gọi mình có chuyện gì trong phòng mọi người vẫn đang tất tả để vẽ cho xong bàn thiết kế của mình ngọc vừa nhìn lướt qua thì biết những người này cũng đang làm công việc giống như mình Cô đi tới chỗ Tiên, vỗ nhẹ vào vai. Sắp làm xong chưa? Mày đi làm muộn thế. Mày nhanh vẽ đi. Chủ đề về thiên nhiên. Tối nay chúng ta phải nộp đấy. Tao vẽ xong rồi. Cái gì cơ? Tiên quá bất ngờ nhưng vì thời gian gấp rút nên không hỏi thêm. Cô biết Ngọc luôn có những bản vẽ không giống ai nên cô ấy luôn bị đánh giá mức báo động. Tiên chỉ cười xòa cho xong chuyện. Ý tưởng này, mày thấy thế nào? Mày muốn nghe những lời thật lòng hay là khen Thôi thống nhất đi mày đừng nhận xét Không là tao tụt hết cảm xúc Cô mày với cô tao không giống nhau Mày cứ im lặng cho lành Ngọc nghe xong chừng hừng Cô ngồi tựa đầu vào ghế Cắm tay phôn thả hồn vào từng giai điệu du dương Thái độ này của Ngọc khiến cho bao nhiêu người ngứa mắt Hồi xưa khi ngồi trên ghế nhà trường Cô bị giảng viên ghét Cũng bởi vì tính cách này Cô lúc ấy làm việc thì luôn tập trung cao độ Nhưng khi giải quyết xong ấy, thì lại thản nhiên và hưởng thụ nó. Tầm 4 giờ chiều, Hoàng và Hương quay trở lại. Trên tay của cô cũng là một tờ giấy. Hoàng thấy mọi người đang hồi hộp chỉnh sửa lại bản vẽ. Có duy nhất Ngọc là ung dung nghe nhạc. Tất cả mọi người xong hết chưa? Dạ thưa sếp, xong rồi ạ. À? Tất cả mọi người gom lại bàn vẽ và đưa cho Hoàng. Tiên vội vàng đập mạnh vào người của Ngọc. Cô ấy mở mắt ra và bật dậy như cái lò xo. Điệu bộ này khiến cho nhiều người tức tối. Duy chỉ có Hoàng là anh cảm thấy buồn cười. Cô ấy làm kiểu gì đi chăng nữa, thì cậu cũng thấy đặc biệt. Hoàng kéo ghế ngồi xuống, lần lượt coi từng bàn vẽ. Những bản thiết kế kia tuy đẹp nhưng không độc đáo. Lại giống như một món đồ quen thuộc mà người ta ăn hàng ngày sẽ không có hứng thú. Hơn nữa đối tác lần này cực kỳ khó tính. Những ý tưởng kia sẽ không thể nào qua được vòng thẩm định. Ba của Hoàng vì quá vội vã nên đã ký bản hợp đồng này. Tưởng được là một món hời lớn, nhưng thực ra chỉ là một miếng xương to. Tác phẩm của Hương tốt nhất, nhưng chỉ ở ngưỡng an toàn. Thứ mà Hoàng muốn là độc đáo, ngông một chút, hoang dại, lạ lẫm. Sau khi xem hết các bản vẽ này, cậu mới hỏi Ngọc. Thế của cô đâu? Bây giờ Ngọc mới lưỡng thưởng bước lại. Cô chỉ bản vẽ ra trước mặt Hoàng. Giây phút này Hoàng bỗng giật mình. Cậu hết nhìn bức vẽ, lại nhìn sang Ngọc ca màu chủ đạo trong bức vẽ là xanh đen, bộ váy là hình ảnh những con sóng nhấp nhô uốn lượn, phảng phất trên thân váy là những sợi rong biển mềm mại, nhìn vào bức ảnh khiến người ta liên tưởng ngay tới vùng sông nước. Hoàng cầm luôn bức ảnh của Ngọc, sau đó nói to. "Cô thiết kế trên máy tính giúp tôi gấp." "Tôi làm xong rồi, tôi lưu trong máy tính phần hình ảnh rồi." Hoàng lúc này đang còn ngạc nhiên. "Anh biết cô ấy tài năng." Nhưng không nghĩ rằng trí tưởng tượng của Ngọc lại bay xa tứ như vậy Hoàng gật đầu và nói ngay Cô qua phòng tôi một chút Mọi người hôm nay vất vả rồi Tôi quyết định lấy bài của Ngọc Tôi thấy bài này đủ các tiêu chí Mà biên đối tác yêu cầu Ý tưởng của mọi người đều khá tốt Nhưng để lần sau áp dụng Với các đối tác khách hàng khác Hương lúc này ấm ức ra mặt Cô kéo tay Hoàng đi ngay Dường như lại sắp có một trận tranh cãi Tiền cũng khá bất ngờ Cô vẫn không dám tin ngọc lại may mắn nhiều tới như vậy cách nói chuyện của hoàng đối với ngọc cũng không xa cách giống như đối với tiên cô kéo ngọc lại gần chỗ mình sau đó hỏi nhỏ thế khi nãy mày đi đâu tao không có xe nên đi làm sớm anh ta bảo cần bản thiết kế nên tao vào phòng của anh ta to vẽ thôi mày mày được vào phòng của giám đốc luôn á mày với anh hoàng quen nhau từ trước có đúng không không tao làm sao mà quen anh ta được Thế mày có biết cô gái vừa rồi Là vợ sắp cưới của anh Hoàng không Cái con điên này Vợ anh ta thì liên quan gì tới tao Vừa và vừa bẩn. Thôi nha tao qua phòng xem làm gì nữa không Bên công an đã liên lạc với mày chưa Chưa thấy liên lạc gì Chắc là vài hôm mày ạ à. Ngọc vẫy tay chào Tiên rồi ủy oải bước ra Những nhân viên ở đây thấy Tiên là bạn thân của cô gái vừa rồi Thì đồng loạt ném ánh mắt khó chịu Họ cố tình nói to <laughs> Tưởng thế nào hóa ra là cố tình đi cửa sau đấy cô được vẽ vớt vào đây là nhờ có con bạn kia nó đi năn nỉ sếp chẳng hiểu sếp bị cái gì mà lại để cho nó làm mờ mắt bức vẽ như học sinh tiểu học thì được sếp chọn đúng là xã hội đảo điên không biết đâu mà lần tất cả mọi người đều đồng tình nên tiên dù muốn bảo vệ cũng không được thực ra cô cũng không thấy đẹp nên chẳng biết phản biện ra làm sao cũng từ giây phút này tiên cảm nhận rõ ràng mình bị tẩy chay mọi người không còn vui vẻ nói chuyện với cô như hồi nãy họ cứ thủ thì nói cười với nhau hương lôi hoàng vào trong phòng và không ngừng chất vấn anh em vứt bỏ tự tôn để giúp đỡ anh tại sao bản thiết kế của em lại không được chọn anh đi chọn một con mới ra trường ý anh là em không bằng nó có đúng không hay là anh bị tình cảm che mở mất lý trí em không phục Ơ, ừ, em bị làm sao thế chuyện nào ra chuyện đó lần này thực sự đối tác cực kỳ khó tính chỉ cần một sơ sẩy chúng ta phải bồi thường số tiền rất lớn anh đã từng lan lộn rất nhiều năm trong nghề anh hiểu tiêu chí đánh giá của họ ngay từ khi đọc bản hợp đồng anh đã biết rằng những nhân viên ở đây không đáp ứng được anh nói ngay từ đầu anh không quan trọng bằng cấp hay kinh nghiệm cái anh cần là tư duy sáng tạo anh đánh giá tất cả mọi thứ ở mức khách quan nếu như em không phục lát nữa anh nhờ một số người bạn của anh bên chuyên gia thiết kế nhận xét hai bản vẽ này xem họ chọn bạn nào. Em không cam tâm. Hương lúc này cười nhạt và bước ra cửa, nhưng khi nhìn thấy thì Ngọc lù lù bước vào, Hương lườm muốn cháy mắt, chỉ muốn tống cô ta ra khỏi đây ngay lập tức. Ngọc vẫn bình thường, cô không quan tâm và cũng không thích quan tâm vào chuyện của người khác. Anh gọi tôi có chuyện gì? Bản thiết kế này ý tưởng tốt, tuy nhiên màu sắc hơi đậm, các tình tiết cũng đơn giản quá. Nếu như cô thêm vào phần vai một hoa sen Đang nở Chắc chắn là tôn quý lên rất nhiều Anh chắc chắn sẽ thiết kế như vậy sao Tôi lại không nghĩ như vậy Mẫu này thể hiện sự mạnh mẽ Chứ không phải là liễu yếu đào tư Hơn nữa nếu như cho màu của hoa sen bị đối lập Tình tiết dối rắm gam màu xanh đen thể hiện quyền lực Tôi không bao giờ thay đổi ý tưởng của mình Tôi cũng nói với anh rồi Tôi chấp nhận đầu quân cho tập đoàn này Nhưng phải để tôi tự do sáng tạo Mỗi người có các ưu và nhược điểm khác nhau tôi không thích lối mòn ừ, thôi được vậy thì quyết định đi biết đâu sự táo bạo này của cô lại khiến bên họ hài lòng tôi cũng hy vọng như vậy thú thực nước đi này của tôi tôi thấy quá mạo hiểm tại anh bị ảnh hưởng phong cách thời trang châu á nên anh mới vậy thôi chứ tôi nghiên cứu bên châu âu từ xưa rồi tôi hiểu nhu cầu đánh giá của họ nói chung là tùy anh tôi thì trước sau ấy giữ vững quan điểm cá nhân của tôi cô phát hiện ra đang khiếu hội họa từ khi nào thôi đừng có nhắc tới chuyện này tôi toàn đội sổ nên không có cái gì đáng tự hào cả tôi còn nghĩ mình chắc chắn là bị loại từ vòng gửi xe không ngờ tôi lại được vào đây làm việc thế những lúc cô bí ý tưởng cô thường làm gì thì bánh mì chấm với cà phê đen thôi hoàng nghe xong cố gắng nhịn cười anh vội vàng làng sang chuyện khác cô xem xử lý bàn vẽ hoàn chỉnh giúp tôi rồi gửi qua Zalo vào nhóm thiết kế. Ngọc gật đầu cô vừa ngồi xuống ghế thì nhận được tin nhắn của Tiên. Tao qua bên đấy với mày có được không? Ngọc thấy Tiên tự dưng nhắn tin như vậy thì đoán rằng có chuyện chẳng lành, cô vội vã gọi lại nhưng Tiên tắt máy. Tin nhắn thứ hai được gửi tiếp. Tao ở đây cứ thấy chán, tao muốn qua đấy học hỏi chút kinh nghiệm, đồng thời có chuyện muốn nói với giám đốc. Tao đang thắc mắc không biết tại sao, tao lại bị đánh trượt vậy mày hỏi qua phòng giám đốc tao cũng đang ở đây sửa lại cho anh ta chút bản vẽ cô gái kia không nhắn lại nữa chỉ vài phút sau nghe có tiếng gõ cửa đoán chừng đây chính là tiên ngọc đứng ra mở cửa hoàng đang xem lại bản hợp đồng cậu nhìn thấy tiên bước vào thì hơi nhíu mày nhưng cũng thể hiện thái độ khó chịu anh hoàng em có chuyện này muốn nói về bản thiết kế anh có thể cho em vài phút trình bày có được không ạ cô nói đi tôi đang nghe đây Bản thiết kế của em về chủ đề này Đã từng đoạt giải cao nhất Được các giảng viên công nhận Vậy chỗ nào không phù hợp thưa anh Bản vẽ của cô quá yếu điệu Không thể hiện sự san chảnh và mạnh mẽ Cô cứ cố gắng rút kinh nghiệm từ từ Sau này có nhiều lúc chúng ta dùng tới Tiền không đáp lại Mắt rơm rớm giống như sắp khóc Hoàng có chút bối rối Tôi đâu có nặng lời gì với cô Ngọc vội vàng kéo tay Tiên ngồi xuống Mày nín đi, khóc cái gì ngồi đây đợi tao một chút tao làm cho xong nhé lát tao đưa mày đi ăn công việc quá gấp gáp nên ngọc không dám nói chuyện với tiền nhiều cô tiếp tục xử lý công việc của mình tiền ngồi một góc mắt vẫn liếc nhìn hoàng đầy tình tứ dường như là cô bị chúng tiếng xét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp hoàng càng nhìn cô lại càng không thể nào rời mắt anh ấy giống như một thỏi nam châm sức hút mãnh liệt khiến phái nữ không thể nào kìm lòng đặc biệt mỗi khi anh ấy hăng say làm việc sự lịch lãm lại càng tăng thêm bội phấn Không gian đang vắng lặng như tờ Bỗng có tiếng ngọc vang lên Anh có đi pha cà phê không? Pha cho tôi một cốc Tiền trồ mắt Cô nín thở xem phản ứng của sếp như thế nào Cô ta vẫn không thể tin là Ngọc có thể dám nói chuyện ngang hàng với Hoàng như vậy. Người đàn ông kia đánh nốt mấy dòng, rồi sau đó dừng lại nói. Xong rồi, cà phê đen nhưng lại không tìm được bánh mì đâu. Hoàng lúc này cũng hỏi Tiên. Thế cô uống cà phê gì? Tôi pha luôn. Dạ, em uống cà phê đen. Lần này tới lượt Ngọc ngạc nhiên không kém, nhưng cô lại không dám nói. Đợi tới khi Hoàng rời khỏi phòng, Ngọc mới thủ thỉ. Mày uống được cà phê đen từ bao giờ đấy? Sao hôm trước uống xong mày say cơ mà? Mày bảo mày cạch tối già cơ mà. Mày cứ chửi tao hâm, nên tao uống cà phê đen. Tự dưng hôm nay, mày lại uống. Ừ thì tự dưng tao thấy thích. Công nhận mày may mắn, nên mới được anh hoàng coi trọng ai, tao ấy ngay cả nói chuyện cũng sợ chưa đừng nói là dám ra lệnh như mày tao nói này cả phòng họ đang tẩy chay tao với cả mày đấy tại bản vẽ của mày được thông qua nên ai cũng ghét cứ tưởng ngọc gần cổ cãi lại nhưng mà cô lại điềm tĩnh như không có chuyện gì bàn tay nhanh thoan thoát điều khiển con chuột cực kệ họ lo công việc cho mình thật tốt vào là được hơi đâu để ý chuyện thiên hạ. Mày cũng đừng nghe người ta nói gì, mày được nhận vào đây thì mày phải phấn đấu cống hiến. Cả ngày túm năm tụ bảy đi nói xấu người khác thì mãi mãi chỉ đứng sau thôi. Tiền nghe xong thì gật gù tỏ vẻ đồng ý. Cô cứ quan sát hết phòng làm việc của Hoàng, sau đó lại hỏi tiếp. Hồi nãy xếp với vợ sắp cưới, cãi nhau to lắm à? Tao có biết cái gì đâu, mà mày quan tâm anh ta làm gì? Cái con hầm này, mày chả biết cái gì cả, Nhân viên muốn được ưu ái thì phải nhìn mặt xếp, mình khiến họ nể trọng thì sau này sẽ được thăng tiến hơn. Thế mày thấy anh ta là người như thế nào? Thế nào là thế nào? Này, hôm nay mày toàn ăn nói linh tinh, tao chả hiểu cái gì cả. Này, anh Hoàng chưa có vợ, lại là ân nhân của tao. Với lại nhìn cách anh ấy đối xử với cô gái kia không giống với những cặp yêu nhau. Tao thấy mấy lần anh ấy liếc nhìn tao, nếu như tao... Cô ấy mới nói tới đó thì Hoàng bước vào, trên tay cầm ba cốc cà phê. Cậu đặt lên bàn làm việc của Ngọc, sau đó nói nhỏ. Hai người uống cà phê đi. Tiên đang còn ám ảnh với cà phê, lần nào uống xong cũng bị choáng váng, nôn nao như ốm lâu ngày. Hôm nay cô nhắm mắt nhắm mũi để thử một lần nữa. Vừa mới nhấp một ngụm nhỏ, đã cảm thấy đáng ngắt, mùi vị khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, Tiên phải cố gắng bình thản nhất có thể. Cà phê công ty mình nguyên chất nên uống ngon anh nhở? Ừ, bạn tôi trồng cà phê, nên hay gửi cho tôi, làm quái ấy mà. Hoàng trả lời cho có lệ, sau đó tiếp tục làm việc. Anh tính hôm nay là phải giải quyết cho xong việc, để tối nay về còn hẹn hò với Hương. Cô ấy xem ra khá là tức giận, nên chẳng thèm liên lạc nữa. Hoàng biết Hương thiệt thòi rất nhiều, cộng với chuyện bản thiết kế lần này, nên anh phải cố gắng sắp xếp thời gian để bù đắp cho Hương. Anh nhắn tin cho Hương. Tối nay mình đi ăn rồi đi xem phim nhé. Em đừng có giận. Anh bận bù đầu công việc. Đợi anh xong dự án này. Anh dành nhiều thời gian cho em hơn. Em cứ giận như vậy. Anh cũng đau đầu lắm. Hoàng biết rằng Hương sẽ đọc nhưng không nhắn lại. Lần nào cô ấy giận cũng mất cả ngày. Nào ngờ tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức cô ấy gọi đến. Hoàng nhấn nút nghe máy. Giọng nói dịu dàng. Anh nghe này. Bao giờ thì anh mới xong việc? Anh sắp xong rồi lát anh qua nhà đón em nhé em cần mua gì không tiện đường về anh mua luôn cho dạ không hôm nay chúng ta qua biệt thự anh cầm máy tính qua đó ăn xong về đó luôn em không muốn đi xem phim em muốn ở đấy nói chuyện với anh ừ anh biết rồi đợi anh một chút vậy lát nữa anh qua đó luôn nhé em đang trên đường tới công ty em qua phòng của anh em ngồi chờ nhé ừ em qua đây đi đi đường cẩn thận đấy anh hôn em đi hoàng thấy hai cô gái kia đang ngồi ở đây thì ngại ngùng và lý nhí thôi em đi đi lát nữa anh cúp máy đây hoàng nghe hương dặn dò thêm một chút nữa sau đó tắt máy nãy giờ tiên chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện chẳng hiểu sao cách anh xử lý nhẹ nhàng với hương lại khiến tiên ao ước có được người yêu như vậy cô chứng kiến rất nhiều người đàn ông ra trường đánh đập vợ con chưa thấy ai ấm áp quan tâm người khác giống như hoàng trong giây phút nhất thời sự tham lam trỗi dậy. Cô muốn một ngày nào đó được trở thành người yêu của Hoàng. Cô chấp nhận yêu trong bóng tối. Thực sự trên đời này, người đàn ông hoàn hảo như Hoàng đã không còn tồn tại thêm một người nào nữa. Còn Ngọc thì mải mê làm việc nên không biết sự thay đổi của cô bạn thân. Khi hết giờ làm cũng là lúc Ngọc hoàn thành xong công việc. Cô gửi bàn hoàn chỉnh cho Hoàng, sau đó nói rất to. Tôi đi về đây. Ừ, cô về đi, Tiền bởi vì muốn nán lại thêm một chút nữa Nên giả vờ nhức đầu Và mệt mỏi Tao nhức đầu quá Mày về trước đi Chút nữa tao về Mày lại say cà phê chứ gì Vậy tao đỡ mày nhá Thôi mày đừng thuê taxi Chứ sợ tao chờ mày không nổi Có ngồi được xe máy đâu Tao không biết nữa Tự dưng tao hoa mắt chóng mặt Đầu óc cứ quay vòng vòng ấy Mày ở yên ở đây Tao đi mua cho mày một ly nước cam ép Chút nữa tao với mày về nhá Tiền thấy có cơ hội được nói chuyện riêng với Hoàng Nên vội vàng gật đầu Ngọc vừa đứng dậy Thì Hoàng cũng tiếp lời Tôi cũng về luôn Lát nữa hai người về sau chút cửa bên ngoài vào Giúp tôi nhé Tiền trường hừng Nhưng nhìn thấy camera đang chĩa thẳng vào mình Thì lại nằm bẹp xuống ghế Hoàng và Ngọc cùng rời đi Họ bước vào thang máy Hoàng bỗng sực nhớ ra chuyện quan trọng Nên nói ngay Đợi tôi lên tầng 7 Rồi chúng ta cùng xuống Trên đó có căng tin bán nước Chắc là họ chưa nghỉ đâu. Ngọc gật đầu cánh cửa vừa đóng lại. Hoàng ấn số 7. Khi đi được một đoạn ngắn, thì trong đó các số nhảy liên tục. Điện lúc này cũng tắt phụt đi. Ngọc quá bất ngờ nên sợ hãi. Túm chặt lấy tay của Hoàng. Ánh mắt không ngừng cầu cứu. Chết rồi. Thằng máy này có vấn đề rồi. Từ đây mà đứt cáp rơi xuống. Thì tôi với anh không còn mạng đâu. Tôi, tôi không muốn chết. Lúc này, Ngọc bỗng òa khóc nước mắt cứ tuồn ra như suối bàn tay vẫn điên cuồng ấn nút mở thang máy nhưng không ăn thua hoàng nhanh chóng gọi cứu hộ nhưng chả có ai nghe máy hoàng giữ chặt lấy ngọc cậu nói to bình tĩnh không sao đâu cô đừng có hoảng loạn cậu ấy vừa mới dứt lời thì thang máy bỗng rung lắc trồi tuột xuống ngọc sợ hãi hét toáng lên ôm chầm lấy hoàng nước mắt của cô ướt đầm đìa trên bà vai của hoàng thang máy đang rời thì trưởng lại chỗ này không biết đang ở tầng mấy khổ nỗi tầm giờ này mọi người bắt đầu ra về thang máy này chỉ dành riêng cho quản lý cấp cao nên họ bị mắc kẹt ở đây không có ai ứng cứu hoàng mở điện thoại một lần nữa thì điện thoại thông báo tắt nguồn hồi nãy ngọc vì vội vàng mua nước cho tiên nên cô cũng không cầm theo điện thoại mà để trong túi sách lần đầu tiên cô thấy sự sống mong manh tới như vậy hơi thở cũng vì vậy mà gấp gáp sợ hãi Bây giờ phải làm sao đây anh? Nó còn rơi không? Nó còn tiếp tục rơi không? Nào nín, bình tĩnh. Chắc chắn đội cứu hộ sẽ tìm thấy chúng ta. Cô không được khóc hay hoảng loạn. Làm như vậy là thiếu oxy. Nó rơi tự do rồi, nó dừng lại. Chắc chắn nó không rơi tiếp đâu. Hoàng cứ gọi to để cầu cứu bên ngoài, nhưng chả có ai trả lời. Ngọc thì mặt tái xanh, co do ôm lấy tay của cậu. Khi đã dùng hết mọi cách cũng không ăn thua, họ bất lực ngồi và tựa đầu vào một góc cả người ngọc lúc này đang run cầm cập hai hàm răng va vào nhau ken két hoàng sợ hãi cô ấy xảy ra chuyện gì nên không kịp nghĩ ngợi kéo cô ấy vào lòng mình sởi ấm cho đôi bàn tay của cô ấy kể về những câu chuyện thời đi học và lúc khởi nghiệp đầy khó khăn của mình để cho ngọc phân tâm công nhận cách này có hiệu nghiệm ngay lập tức ngọc vừa khóc lại vừa hỏi anh giàu thế mà anh phải đi rửa bát thuê á hồi đấy ở bên anh tôi không muốn lấy tiền của ba mẹ nên tự săn học bổng ở bên đấy làm đủ nghề kiếm tiền có lần còn bị người ta quyệt tiền đấy thế thế xong anh có lấy lại được tiền không có chứ chủ quán là người việt nam nhưng họ cậy mình có quốc tịch anh nên định tính xù họ nghĩ rằng sinh viên khi kiện ấy không được tòa giải quyết nhưng mà tôi kiên quyết tôi kiện tới cùng sau đó lấy được số tiền thế tại sao anh lại chọn tôi vào đây làm việc anh là người duy nhất tin tưởng tôi mọi lúc ấy ai cũng chán ghét tôi chỉ có duy nhất tiên là chơi cùng với tôi các giảng viên đều nói rằng tôi nên từ bỏ chuyên ngành này tại vì tôi không phù hợp chẳng ai tin tưởng tôi với lại chả bao giờ tôi thiết kế được một bản vẽ giao hồn nhưng mà họ càng không tin thì tôi lại càng cố gắng cô rất giỏi tính cô cũng khá giống tôi tôi thấy cô là bản thân của tôi hồi trẻ. Hơn nữa các ý tưởng của cô rất mới mẻ, tôi đánh giá rất cao. Họ cứ ngồi đó trò chuyện một hồi, khi bình tĩnh lại Ngọc mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy Hoàng, cô vội vã ngồi tách ra. Cả hai cùng xấu hổ như vừa mới làm một chuyện xấu. Họ cứ im lặng một hồi nữa, thang máy cũng mỗi lúc lại tối đen như mực, lạnh lẽo vô cùng. Khi thấy thang máy có biểu hiện sắp rơi một lần nữa, Ngọc lại chàng nghĩ ngợi mà vội vàng lui sát lại chỗ Hoàng. Hoàng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy Ngọc. Sau một hồi vừa sợ lại vừa đói, cộng với giá lạnh, nên Ngọc tựa đầu vào vai của Hoàng và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng khi thấy vai của mình nặng chiếu, hơi thở đều đều phà ra từ cô gái bên cạnh, thì anh chắc mầm cô ấy đã ngủ. Trong người của anh le lói một cảm giác kỳ lạ. Hoàng không biết đó là cảm giác gì. Anh ngồi thẳng lưng, để Ngọc tựa đầu vào cho thoải mái. Hoàng cũng từ từ nhắm mắt lại. Còn Hương khi tới phòng của Hoàng, chỉ thấy Tiên đang nằm trên ghế thì tức giận vô cùng. Cô gọi điện cho Hoàng nhưng không liên lạc được. Tiên thấy Hương xuất hiện thì mệt mỏi ngồi dậy, cô vội vàng xoa hai bên thái dương. Em bị tụt huyết áp, tính ở đây đợi Ngọc mà cô ấy đi cùng với anh Hoàng một lúc rồi, mãi chưa thấy về. Em gọi điện cho Ngọc nhưng mà điện thoại lại ở đây chị ạ. À. Đến mức này thì Hương không thể nào chịu đựng được nữa, cô điên tiết hất tất cả tài liệu xuống dưới đất, gọi thêm vài cuộc nữa không được thì cô ta bực bội bỏ đi. Cô tới thẳng nhà của Hoàng để nói lại những chuyện này, hy vọng ba mẹ của cậu sẽ đứng ra làm chủ cho mình. Hương cũng mới nhận được tin, Ngọc mới vào làm nhưng đã đòi ứng trước gần 200 triệu. Cô không tin giữa Ngọc và Hoàng lại trong sạch, nhất định giữa hai người có mối quan hệ gì đó mờ ám. Tiền cũng nóng ruột cả buổi cô chắc mầm ngọc và hoàng lại trốn ở một góc nào đó và hẹn hò sau những chuyện này cô cũng dần dần mất thiện cảm vì bản thân không nghĩ ngọc lại mưu mẹo như vậy rõ ràng đứng trên cương vị người ngoài tiên cũng nhận ra rằng họ không giống xếp và cấp dưới cô lần cấn một hồi sau đó quyết định mở túi sách lấy điện thoại của ngọc ra xem thử ừ, mình và ngọc là bạn thân chắc là không sao đâu nhỉ Tiên sau đó sao chép xong thì cầm luôn túi sách của Ngọc rồi đi. Trong lòng vẫn hậm hực không yên. Cô khó chịu nhất vì mãi không thể nào liên lạc được với bạn thân. Hôm nay khi tới nhận việc, Tiên cũng được sắp xếp chỗ ở tại công ty. Cô lưỡng thững bước về cư xá. Ở đây mỗi phòng có 5 người. Phòng của Tiên toàn bộ đều là người của biên thiết kế. Tiên cũng đăng ký cho Ngọc một suất, tính dù cô ấy sau khi đi làm thì về ở chung cho vui. Thành thử chỉ có ba người là. Họ đang đánh bài vui vẻ với nhau Vừa nhìn thấy Tiên về Thì dẹp luôn Đào ống hẹo lên tiếng Đi ăn cơm thôi hai chị Xuống nhanh ý Không tí nữa đồ ăn lạnh nguội hết bây giờ Ừ nhanh lên mọi người Họ đi bước qua Tiên Chẳng thèm nói bất cứ câu nào Cũng chẳng ai thèm để ý Tới sự xuất hiện của cô ấy Tiên mở tủ đồ cá nhân Bỏ hết các thứ quan trọng vào bên trong và khóa lại Cô cũng nhanh chóng tắm táp thay đồ Rồi đi xuống nhà ăn Lúc này ở đây khá vắng vẻ lác đác mới thấy vài người. Tiên tới quầy phục vụ, lấy một phần cơm trứng chiên, cà kho và một chút rau cải xào. Cành bí đỏ thịt bằm, rồi bưng lại bàn trống và ngồi xuống. Nhìn suất cơm này cô cảm thấy hạnh phúc hơn mọi ngày. Chỉ ít còn được ăn no, không sợ bị đói. Cô tự dặn dò bản thân mình phải biết cố gắng nỗ lực hơn. Nếu muốn có được cuộc sống sung túc thì nhất định phải bám trụ ở công ty này. Ba cô gái hồi nãy cố tình chọn bàn ăn ngay chỗ tiên Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cái con nhỏ Ngọc kia chắc là đang cùng xếp đi ăn mừng rồi. Công nhận nó vào sau mình mà lại được xem trọng. Không biết nó sử dụng chiêu thức gì nhỉ? Hiền lúc này hất hàm. Này Đào, mày qua hỏi thử xem nó dùng chiêu gì mà áp dụng xem. Tao thấy mày ế quá rồi. Biết đâu học xong lại vớ được đại gia cũng nên đi chứ. Chả đùa được đâu. Chị Hạnh ơi, chỉ được cái chiêu em nhưng mà chắc là em phải đi học thật. Ế mốc Ế mèo chả có ai nhòm ngó. Sĩ diện gì tầm này đúng không các chị? Xoa lúc này cũng xen vào. Tao nghe giang hồ đồn con bé này tốt nghiệp trung bình. Học thì rớt lên rớt xuống. Chỉ được cái đánh nhau là không ai bằng. Còn em họ tao học trung khóa với nó kể lại. Hôm trước ấy, nó cũng nộp hồ sơ ở đây. Nó bằng khá hẳn hoi mà bị đánh trượt từ vòng gửi xe. Chúng mày nghĩ đi, bằng trung bình làm sao lại được vào phỏng vấn. Nó không đi cửa sau mới lạ. Con này nhìn cái mắt ướt át thế kia là câu trai số một rồi. Nó có thần thiết với ai cũng đâm sau lưng người đấy mà thôi. Đào lúc này lại giả vờ ngốc nghếch. Chị ơi, xếp cô vợ sắp cưới rồi nhưng lại bị vướng lưới tình à chị? Chứ còn gì nữa Đến người câm điếc bẩm sinh người ta cũng phát hiện ra chuyện này. Mà thôi ăn đi, còn về phòng chơi bài. Đứa nào thua, ngày mai phải đưa tao đi ăn sáng họ cứ trò chuyện đủ thứ trên đời xem ra cực kỳ vui vẻ tiền lạc lõng giữa những người này những lời vừa rồi tất nhiên cô cũng bị sao động dù tiên cố gắng dặn lòng không được nghĩ xấu cho ngọc nhưng chuyện đang xảy ra nhất là vụ cô và hoàng cùng mất tích một cách bí ẩn khiến cho niềm tin trong lòng của tiên vì vậy mà bị lung lay tiên cúi gằm mặt ăn cho xong bữa giả dạ vợ cầm điện thoại bấm liên tục giống như đang nhắn tin nhưng kỳ thực là chả có ai để nói chuyện. Có nhiều lúc Tiên thường tự mình nhắc nhở, rõ ràng cô có nhan sắc, có tài năng nhưng lại chả được ai ra hồn để ý, nếu có chỉ là những người không công ăn, không có việc làm tán tỉnh. Còn Ngọc thì may mắn hơn, cô ấy có gia cảnh tốt nên khá nhiều bạn bè vây quanh. Ngọc cũng từng kể đang thầm thích một chàng trai làm bên IT, nhưng Tiên chưa từng nhìn thấy mặt sau này khi không nghe thấy nhắc tới nữa tiên lại càng nghĩ càng thấy chán cuộc đời vẻ mặt giống như đưa đám vậy cô ăn xong đứng dậy bước vào phòng trước ba cô gái kia thấy đạt được ý đồ thì cười khúc khích giống như được mùa tiên bước vào phòng lại giường của mình ôm con gấu bông rồi nằm ngủ cô cũng chả có ai để nói chuyện bất giác nhớ tới em trai của mình tuy em trai đối xử với tiên không ra gì nhưng khi mà cậu ta vướng vào vòng lao lý không biết bao giờ mới được ra tù. Tiên nghĩ đến cũng xót xa. Cô chỉ biết cầu nguyện cho em trai nhanh chóng cai nghiện thành công rồi về kiếm một công việc tử tế và làm ăn. Tiên cũng hy vọng nhận lại được hết số tiền kia để trả cho Ngọc. Có như vậy thì cô không còn nợ nần gì Tiên nữa, cũng cảm thấy đỡ ai nấy. Tiên dành dỗ lướt điện thoại vào trang cá nhân xem những người bạn học trung đại học. Đa số họ đều tìm được công việc cho riêng mình. Một số thì chấp nhận làm trái ngành để có tiền mưu sinh giữa chốn đô thị xa hoa này. Bên tài tiền vẫn văng vẳng tiếng nói của những người hồi nãy về vụ bằng cấp của Ngọc. Cô đang miền màn suy nghĩ, thì ba cô gái kia cũng vừa về. Họ cười đùa khúc khích xem chừng vô cùng thân thiết. Tiền vì không muốn giao du với những người này nên nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Tuy nhiên mấy người này không hề có ý định muốn dừng lại chuyện này. Xoa ra vẻ mặt thần bí hồi nãy tao nghe thư ký đạo nói bà hương hôm nay điên tiết lắm gọi cho sếp cả tối không được lại bị sếp cho leo cây nên tức tối về gọi thằng phụ huynh ra để ứng cứu đấy xoa là người yêu của đào cậu ấy lại là người thân thiết với hoàng nên xem ra thông tin này chắc chắn là chính xác hiền thì ngớ người chị xoa có khi nào xếp với cái con ngọc kia đi với nhau đến tận bây giờ chưa về không nhỉ cái này đúng là khả năng cao Xếp dạo này dung túng con bé đấy quá Thấy thái độ làm việc của nó Đúng là coi trời bằng vung Họ cơ bản tán sôi nổi Giống như tận mắt chứng kiến mọi chuyện Tiền cố gắng nhét tai phone cho sâu Mở nhạc thật to Để lấn át đi tiếng nói Của những người kia Trong lòng cô dường như Cũng đang gợn sóng Lúc này ở trong thang máy Ngọc đang co giò tựa đầu vào vai người bên cạnh Trong giấc ngủ chập tròn Lâu lâu cô lại giật mình khe khẽ Đêm nay thực sự rất dài Với đủ các cung bậc cảm xúc Khi nỗi sợ về tinh thần lấn át hết tất cả Thì dường như con người cũng gạt bỏ hết những ái ngại ban đầu Họ cứ bấu víu vào nhau Để truyền cho đối phương thêm sức mạnh Bàn tay của Ngọc vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Hoàng Như sợ anh lại bỏ đi mất Quá nửa đêm khi cây lạnh tê tái bao trùm khắp chỗ này, Ngọc bất giác tỉnh dậy, cô thấy má mình và hoàng đang áp sát nhau thì có phần nóng rực cô cựa quậy một chút nhưng lại không dám buông tay hoàng cô vẫn ám ảnh lúc thang máy bị rơi tự do dường như hoàng thấy ngọc vừa tỉnh lại nghe bụng cô đang sôi sùng sục vội vàng hỏi ngay cô đói à ừm tôi đói lắm nếu tôi với anh rơi xuống đó thì sang bên kia anh đừng buông tay tôi ra nhé anh đi đâu anh phải kéo tôi đi cùng ở xưa trường tôi có một vụ rơi thang máy xong chết luôn đấy tôi bây giờ chẳng biết như thế nào bà mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi nếu như tôi có mệnh hệ gì chắc chắn họ không sống nổi ngọc nói xong lại òa khóc cô ấy không còn dáng vẻ mạnh mẽ của ngày thường còn hoàng chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào tay cô không ngừng động viên cô yên tâm đi tới sáng chắc chắn có đội cứu hộ tới yên tâm nhất định không sao khi ra khỏi đây tôi đưa cô đi ăn một bữa no nê Coi như là lời xin lỗi chân thành của tôi Bây giờ cô chịu khó một đêm Tôi hứa sau này Không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra Tôi cũng hy vọng như vậy Bây giờ cô nhắm mắt Ngủ một giấc nhé Cho quên đi nỗi sợ hãi Khi cô tỉnh dậy chắc chắn có người tới giúp chúng ta Anh nói thật chứ Tôi nói thật Ngọc nhắm mắt lại Một lúc sau thì cô lầm bầm May mà có anh Nên tôi cũng đỡ sợ hoàng mỉm cười trong đêm tối anh cảm nhận rõ trái tim của mình đang đập loạn nhịp xưa nay anh cực kỳ ghét việc con gái đụng chạm vào mình ngay cả hương cũng chưa bao giờ tựa đầu vào vai của anh đối với hương cảm giác giống người bạn bè thân thiết anh thấy mọi thứ quá đỗi bình thường chứ không giống như lúc này càng về đêm khi không gian yên tĩnh thì cảm giác đó lại càng hiện hữu cô gái này không đẹp chẳng dịu dàng kêu xa nhưng lại có gì đó rất cuốn hút khiến cho Hoàng không ngừng tò mò. Tuy mới tiếp xúc với Ngọc chưa lâu, nhưng anh lại thấy cô ấy giống mình về nhiều phương diện, đặc biệt là sở thích và thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng. Không bao giờ luồn cúi để có được danh lợi. Cô gái này giống như xương rồng giữa sa mạc, luôn mạnh mẽ vươn lên, bất chấp khó khăn và giông tố. Sáng hôm sau, Ngọc đang ngủ say bị đánh thức bởi những tiếng động mạnh bên ngoài. Cô mở mắt thấy mình đang tựa đầu vào một góc trong thang máy. Còn Hoàng vẫn đứng ở ngay phía trước. Những người bên ngoài đang ra sức để phá cửa. Họ vừa làm vừa hỏi tình hình của Hoàng ở bên trong. Khi biết cậu an toàn, thì mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Phải cả nửa tiếng sau, cánh cửa thang máy mới mở ra. Ngọc cũng cười ra nước mắt. Cô thật không ngờ, mình đang còn sống sót tới tận bây giờ. Cô lào đảo bước ra, nhưng thấy mọi thứ tối sầm lại. Bất ngờ đồ nhào về phía trước, nhưng may mắn có hoàng giữ chặt hoàng vội vàng cúi xuống bế thốc ngọc cứ như vậy đi bộ xuống phòng của mình để tránh người ta dị nghị không hay lại ảnh hưởng tới ngọc phòng của hoàng có một gian nhỏ bên trong có giường đầy đủ để cho anh nghỉ lại vào buổi trưa hoặc những hôm tăng ca không về anh bế ngọc đặt ngay ngắn lên giường lấy dầu gió xoa khắp chân tay cho cô một lát sau cô dần dần tỉnh lại nhưng xem ra có vẻ yếu ớt tôi đang ở đâu thế này? Chúng ta an toàn rồi, có phải không? An toàn rồi, cô nằm yên ở đây. Tôi bảo người mang đồ ăn cho cô. Cô thích ăn gì nào? Tôi á, tôi thèm cháo gà. Nhớ lấy cái đùi gà ta, không phải là gà công nghiệp đâu. Và cho tôi một ly nước cam. Đợi tôi một chút, tôi đặt họ ship qua luôn. Bây giờ tôi ra ngoài, có cái gì cô gọi cho tôi nhé. Hoàng bước nhanh ra ngoài, cậu cũng dùng điện thoại bàn để gọi cho bộ phận lễ tân nhờ họ đặt những món mà ngọc yêu cầu thêm một suất cháo gà cho mình cậu ngồi xuống ghế bóc điện thoại ra để sạc pin khi vừa mới khởi động nguồn thì thấy tin nhắn gửi đến tới tấp điện thoại có cả mấy chục cuộc gọi nhỡ của hương và của cả ba mẹ mình hoàng bỗng nhớ lại cuộc hẹn của mình với hương tối qua anh giật mình vội vàng gọi lại nhưng phát hiện rằng hương đã chặn số tin nhắn cũng không gửi đi được hoàng chắc mầm lần này khó có thể giải thích với vợ sắp cưới nên cứ bần thần không biết phải làm sao anh muốn chạy tới ngay chỗ hương nhưng mà ngọc đang nằm ở trong kia không có ai chăm sóc anh không nỡ bỏ đi may sao lúc ấy thì tiền bước vào vì cửa mở nên cô ấy cứ thản nhiên lại gần chỗ hoàng sau đó cúi chào anh có biết ngọc ở đâu không ạ à? từ tối hôm qua em không liên lạc được với cô ấy em lo lắm cô vào trong phòng kia chăm sóc ngọc giúp tôi Lát nữa có người mang đồ ăn sáng tới Hai người cứ ăn Tôi có việc cần phải giải quyết Hôm nay cô ở đây Không cần phải về phòng thiết kế Tiền chưa kịp trả lời Thì Hoàng cầm điện thoại sau đó lao nhanh ra ngoài Anh lái xe tới thẳng nhà của Hương Và anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý Bị Hương mắng chửi thậm tệ Khi tới cổng Hoàng bước xuống xe Rồi bấm chuông in ỏi Bác giúp việc nghe tiếng chuông Thì chạy ra mở cổng Vừa nhìn thấy Hoàng Bác ấy thủ thỉ ngay Cậu Hoàng, cậu vào xem cô Hương như thế nào. Nhịn ăn từ hôm qua tới giờ, chả nói chuyện với ai cả. Ông bà đi du lịch chưa về, tôi thấy hình như cô ấy gặp chuyện buồn gì ấy. Dạ vâng, cháu biết rồi. Bà ấy mở rộng cửa để Hoàng lái xe thẳng vào trong sân. Cậu vội vã chạy lên tầng 2, đến trước cửa phòng của Hương. Hương ơi, mở cửa cho anh. Chúng ta cần nói chuyện. Bên trong không có tiếng đáp lại. Hoàng vẫn không ngừng thanh minh Hôm qua anh bị kẹt trong thang máy Cả đêm ở trong đấy Điện thoại bị tắt nguồn Sáng nay mới có người tới cứu Anh ra ngoài là chạy đi tìm em Nếu như em không tin Em có thể hỏi bên cứu hộ Còn bây giờ em mở cửa cho anh đi Hoàng nói khàn cả cổ Nhưng chả nghe tiếng hương đáp lại Bác giúp việc thương tình Nên đưa chìa khóa dự phòng Nhảy mắt ra hiệu cho Hoàng Cậu ấy hiểu ý vội vã làm theo Cánh cửa vừa mở ra Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho cả hai kinh hãi. Hương nằm bất tỉnh dưới đất, xung quanh cả lọ thuốc ngủ đang vương vãi khắp nơi. Hoàng hoàng sợ vội vàng lay mạnh người của Hương. Em mở mắt ra đi, Hương, Hương ơi! Chở, chở cô ấy tới bệnh viện à? Hoàng lúc này mới sực tỉnh, cậu vội vàng bế Hương, chạy như bay xuống dưới sân, đặt cô vào trong xe rồi lao nhanh tới bệnh viện. Hương được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Hoàng ngồi bên ngoài cứ nóng ruột, giống như đang ngồi trên đống lửa, thấp thòm mãi không yên. Phải mất cả tiếng sau, các bác sĩ mới chờ ra. Họ nói rằng cô ấy uống quá liều thuốc ngủ, may mà đưa tới kịp thời nên rửa ruột thành công, nếu như chậm một tí là mất mạng như chơi. Hoàng nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ dối rít cậu cùng với các điều dưỡng đầy hương sang phòng hồi sức. Hoàng vẫn không ngừng tự trách bản thân mình. Suýt nữa thôi, anh đã gây nguy hiểm cho tính mạng của Hương cậu biết tất cả là tại mình quá vô tâm nên mới gây ra cư xử như vậy. Hoàng ngồi ngay cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Hương. Anh nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, thì lại càng chua xót. Sao em ngốc nghếch thế? Anh không làm gì có lỗi với em cả. Em đừng hành hạ bản thân mình, có được hay không? Hoàng cứ lầm bầm một mình. cả một lúc lâu sau thì Hương mới tỉnh dậy. khi đó Hương mới bật khóc nức nở ngày mai mình ấy đăng ký kết hôn có được không anh hương vừa nói vừa khóc nhìn khuôn mặt trắng bệch đôi môi khô khốc tôi đáng thương hoàng cũng xót xa lắm em cứ nghỉ ngơi cho khỏe khi nào xuất viện chúng ta kết hôn lần sau đừng hành động dại dột như thế nếu như anh không tới kịp thời thì nguy hiểm lắm em có biết không em sợ anh bỏ em nếu như đời này không có anh thì em sống không bằng chết Thả cứ chết quách đi cho nhẹ nhàng Còn hơn là chứng kiến Anh vui vẻ với người con gái khác Hương lại bắt đầu kích động Nước mắt cứ như vậy tuôn xối xả Hoàng vội vàng ôm chặt lấy cô Vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay của cô Anh không có ai cả Em đừng suy nghĩ linh tinh Thế bây giờ em đói chưa Anh mua cái gì cho em ăn nhá Anh ôm em một chút đi Bác sĩ nói em mới rửa ruột Không ăn được đâu Mà bây giờ anh mới về à? Bên cứu hộ họ vừa mới mở cửa thang máy. Anh cũng chạy về để tìm em. Hương mặc dù đang còn thức anh ách cái chuyện của Ngọc, nhưng cô biết tính cách của Hoàng không thích ồn nào. Đặc biệt là anh không muốn nhắc đi nhắc lại một chuyện. Nên Hương chỉ biết dùng nước mắt để trói chặt cậu ấy. Hoàng sợ nhất khi chứng kiến Hương khóc. Mỗi lần như vậy, anh đều tìm đủ mọi cách để an ủi cô. Vừa lúc này, ba mẹ của Hoàng cũng vừa chạy vào. Mặt cắt không còn giọt máu Bà Ngân vừa thở dài vừa hỏi han Thế có chuyện gì? ơi trời đất ơi Mẹ bảo rồi có cái gì hai đứa từ từ giải quyết Tại sao còn dại dột thế hả? Mẹ Hương mêu máu đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của mẹ Hoàng Hai người họ một già một trẻ Cứ như vậy ôm nhau khóc như mưa Ông Khanh nghiêm giọng nói Hoàng đi ra ngoài Ba có chuyện muốn nói với con Hoàng gật đầu và lặng lặng bước theo. Hai ba con ông Khanh đi thẳng tới một góc xa, không có người qua lại. Lúc này ông ấy chẳng chút nề nang, tắt thẳng vào mặt con trai. Hoàng chỉ biết cúi đầu, chứ không dám phản ứng. Cái thằng ngu ngốc này, thế tao nói như này, mà mày không hiểu à? Từ hôm nay, mày phải cho con bé cái nghỉ việc ngay lập tức. Số tiền nó ứng, coi như tao bố thí cho nó. Đây là giới hạn cuối cùng của tao. Nếu như mày cố tình giả cấm giả điếc, thì sau này con kia có què có cụt gì, mày đừng có trách tao ác tao chưa bao giờ biết nói đùa ba sao ba vô lý thế à cô ấy liên quan gì tới chuyện này con và ngọc không có bất cứ mối quan hệ nào mờ ám cả cô ấy là người có tài cần phải giữ lại công ty để bồi dưỡng hợp đồng này cũng chính là ngọc đã cứu thua công ty của chúng ta mày cầm ngay tao cảnh cáo mày rồi nếu như ngày mai tao còn thấy nó đi làm thì hậu quả tự nó gánh lấy tao gọi điện cho bên nhân sự rồi tốt nhất Mày cứ đứng im đừng có ra mặt. Đám cưới sẽ diễn ra ngay trong tuần sau. Mày cứ chuẩn bị dần đi là vừa. Ngoài con Hương, chúng tao không chấp nhận bất cứ đứa con gái nào. Ông Khanh chửi một hồi sau đó bỏ đi, mà Kệ Hoàng vẫn đứng như trời trồng một chỗ. Thực sự cậu không muốn mình vì Ngọc mà bị liên lụy. Hoàng thở dài rồi chậm rãi bước lại phòng của Hương. Lúc này, ba mẹ cậu đang ngồi đó nói chuyện với con dâu tương lai. Chẳng biết đang nói chuyện gì mà Hương lại cười khúc khích. Bà Ngân nói rất to. Cứ yên tâm nha ăn ngon ngủ ngon, ra viện thì ba mẹ tổ chức đám cưới cho hai đứa ngay. Bà con lên lịch hết cả rồi, khách khứa mời hết cả rồi. Ba mẹ tính lần này tổ chức một đám cưới rình rang. Tại mẹ còn có thằng Hoàng, với lại gia đình mình cũng không khá hơn xưa, mối quan hệ nhiều hơn. Làm nhỏ quá, sau này họ trách, tại sao không mời? nên mẹ cũng khó xử con cảm ơn ba mẹ lúc nào ba mẹ cũng đứng về phía con mặc dù con có nhiều thiếu sót nhưng ba mẹ chẳng bao giờ trách phạt luôn bên con những lúc khó khăn ông khanh lúc này mới xen vào cái con bé này cứ toàn nghĩ vớ va vớ vẩn ba mẹ không thương các con thì thương ai sau này các con có chuyện gì không giải quyết được cứ mạnh dạn nói với ba mẹ cả nhà mình cùng nhau giải quyết ba mẹ già rồi không thể ở mãi với các con được. Vậy nên chỉ mong các con thuận hòa yên ấm. Ba mẹ chỉ biết làm tất cả mọi chuyện tốt nhất cho các con mà thôi. Họ ở lại nói chuyện thêm một chút nữa. Sau đó ông Khanh rục vợ về trước để cho Hoàng ở đây chăm sóc. Trước đi, ông ấy dặn dò. Con tạm thời không cần đến công ty. Bà thay con giải quyết mọi việc. Cứ ở đây, chăm sóc cho Hương cho khỏe. Ba mẹ đi trước đây. Hương bịn dịn không muốn ông bà về bà mẹ đi cẩn thận à khi hai người vừa rời đi hương nói với hoàng anh ngồi lại đây với em hoàng kéo chiếc ghế tới sát đầu giường anh đang lo lắng chuyện của ngọc ở công ty cô ấy đang còn sốc vụ thăng máy cộng thêm chuyện bị sa thải chắc chắn ngọc không chịu được hoàng cứ như người mất hồn đầu óc lơ lửng trên không trung tất nhiên lão hương nhận ra chuyện này nhưng mà cô ta vờ như không hay biết cô ta nắm lấy tay của hoàng mắt hơi nhắm lại tỏ vẻ rất mệt mỏi anh hát cho em nghe đi hát á bây giờ á vâng em muốn nghe anh hát để khi nào về nhà hát ở đây họ tưởng anh đầu óc có vấn đề kệ họ anh hát cho em nghe đi hương lại sắp khóc đến nơi buộc lòng hoàng phải chiều theo anh tuy chất giọng không hay nhưng lúc nào hương yêu cầu là anh đều đáp ứng những bài hát này tuy hoàng đã hát cả mấy trăm lần nhưng lần nào Hương cũng bắt hát lại Hoàng cứ hát Thậm chí cậu còn chả biết Mình đang hát cái gì Cảm xúc lúc này vô cùng hỗn độn Còn Hương thì vui vẻ lắng nghe Lâu lâu cô ta lại mỉm cười Anh đừng có làm em buồn Em đã cố gắng rất nhiều Mới có được anh ngày hôm nay Em không thể nào chấp nhận chuyện anh vô tâm Và không bao giờ em tha thứ cho sự phản bội đâu Cô ta lầm bầm thì thầm ở trong đầu Còn Hoàng cứ hát hết bài này Sang bài khác rất lâu sau đó Hương mới buông tay và dường như cô ta vừa mới ngủ. Hoàng nhẹ nhàng đặt tay Hương lên giường, rón rén bước ra ngoài. Có lẽ vì ngấm thuốc nên Hương nhanh chóng ngủ mê man, không còn biết gì nữa. Hoàng ngay lập tức gọi điện cho Ngọc, nhưng chỉ có tiếng chuông, chứ không ai nghe máy. Anh cứ gọi mãi không được, nên đành gọi trực tiếp cho biên nhân sự. Bà tôi hôm nay có ký quyết định gì không? Dạ, thưa sếp, Chủ tịch sa thải cô Vũ Minh Ngọc Bên bộ phận thiết kế ạ à? Cô ấy bây giờ đang ở đâu Dạ cô Ngọc rời khỏi công ty Lúc xếp đi được 30 phút Hoàng nghe xong cúp máy Anh muốn được gặp Ngọc Để tự mình xin lỗi cô Hoàng ngồi ở ghế đá nhìn xa xăm ra bên ngoài Thấy những người bệnh Đang khom lưng đầy đau đớn Và lê tường bước chân mệt nhọc Anh lại càng buồn bã Trong phòng lúc này Ngọc đang nằm gục mắt xuống gối cô không hiểu vì sao mình lại bị sa thải mẹ cô vì sợ con gái buồn định vào tâm sự nhưng thấy cửa khóa bên trong nên bà chỉ khuyên nhủ không việc gì phải buồn con ạ à. công ty này không được mình sang công ty mới con gái của mẹ giỏi cơ mà sau này họ hối hận vì để mất một nhân tài như con mẹ đi chợ mua con gà về làm gỏi lát nữa mẹ con mình đánh chén nhá ngủ một giấc cho ngon khi nào tỉnh dậy nhớ là không được buồn đâu đấy Ngọc cứ lăn lộn trên giường Cô đang lo lắng vì không biết kiếm số tiền kia ở đâu Để mà trả cho Hoàng Bây giờ cô đang thất nghiệp Số tiền tiết kiệm của mình Cô cũng rút hết Ngọc lấy điện thoại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Cô đoán chắc vụ này do ba mẹ anh ấy quyết định Cô không muốn Hoàng khó xử Nên quyết định tự nhiên nhất có thể Gọi lại cho Hoàng Mới hồi chuông đầu Hoàng nghe máy Cô đang ở đâu đấy Tôi về nhà rồi Thế chuyện cả hai nói tới đây thì dừng lại họ im lặng vài giây rồi hoàng nói trước chuyện của công ty tôi vừa mới biết tôi thực sự là xin lỗi cô không sao tôi phải cảm ơn anh mới đúng dù sao thì anh cũng là người giúp tôi rất nhiều còn về số tiền kia sau này tôi trả góp cho anh nhé không cần đâu bên tôi vi phạm hợp đồng lúc ký kết với cô mà vậy nên số tiền đấy cô không cần phải trả lại coi như là bên tôi đền bù cho cô tôi tin với năng lực của cô thì đi đến công ty nào cũng phát triển thôi. Vậy nha, tôi tắt máy đây, tôi đang bận chút. Số tiền kia, tôi sẽ tìm cách để trả lại cho anh. Ngọc nói xong thì tắt máy, không đợi Hoàng nói tiếp. Cô nằm vật giữa giường, cả tiếng sau mới đứng dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Ngọc tự chấn an bản thân mình. Chả có việc gì phải buồn cả. Ai, lại bắt đầu, công cuộc đi tìm việc thôi. Ngọc mở cửa ra ngoài, cô nhắm hờ mắt để tận hưởng chút không khí, Cả ngày hôm nay Ngọc cứ đi ra đi vào Trong lòng cảm thấy tiếc nuối chút gì đó Nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được Thời gian ở nhà trôi chậm tới mức tưởng chừng bằng cả năm tới công ty đi làm Buổi tối sau khi tan làm Tiên gọi điện hẹn gặp Ngọc ở một quán cà phê Ngọc vì cũng muốn thư thái đầu óc Nên cô gật đầu đồng ý Cô luống cuống dắt chiếc xe nặng trịch ra sân Nghe tiếng của mẹ văng vẳng Ơ ừ, tối rồi Không ở nhà ăn cơm Lại còn đi đâu Con đi gặp cái tiên một chút mẹ ăn cơm trước nhá khi nào về con ăn sau thế thì đi nhanh rồi về mẹ chờ cơm ngọc vâng dạ cho qua chuyện rồi lái xe tới thẳng chỗ hẹn tiền đã tới khi nào cô vẫy tay gọi ngọc lại bàn mình đặt trước này mày đừng buồn nhá tao nghe tin rồi mày phải vui lên tao khó xử quá chả biết làm cách nào giúp mày hay là tao nộp đơn xin nghỉ việc rồi cùng mày nộp đơn qua công ty khác nhá cái con điên này người ta muốn xin vào đấy không được mày lại muốn nghỉ cứ yên tâm ở đấy mà làm mày nghỉ rồi kiếm đâu chỗ ăn chỗ ở tao vài hôm ấy lại xin công ty khác lo gì tiền nghe như vậy cũng xuôi xuôi cô khoác vai ngọc sau đó cười buồn tao chỉ thích đi đâu cũng có mày sau này cứ khi nào rảnh là chúng ta lại hẹn nhau đi ăn nhá chuyện thằng hòa bên công an nói ngày kia lên phường giải quyết rồi ừ không sao đâu hôm đấy tao đi với mày viên lúc này làm ra vẻ thần bí mà này mày biết chuyện gì chưa vợ sắp cưới của anh Hoàng tự tử đấy cái gì tự tử á à? sao lại tự tử tao nghe người ta bàn tán thế nọ nói là con Hương nó căm mày lắm nó sợ mày cướp anh Hoàng nên phải dùng chiêu khổ nhục kế để ba anh Hoàng đuổi việc mày đấy Ngọc càng nghe càng buồn rồn chân tay cô vẫn không tin có chuyện vô lý như vậy rõ ràng cô và Hoàng chẳng có quan hệ gì đi quá giới hạn giữa nhân viên và sếp. Ngọc bỗng nghĩ ngay ra vụ trong thang máy. Cô thầm nhủ. Có khi nào lúc mình tựa đầu vào vai anh ta, bị camera ghi lại, nên cô gái kia mới ghen không nhỉ? Mình cũng sai, nhưng mà lúc đấy tại mình sợ quá, nên mình mới như vậy. Mà thôi, cầu cho họ hạnh phúc, chứ vì mình mà cãi nhau thì khổ quá. Tiền thấy Ngọc im lặng bần thần, thì tiếp tục nói. Cả công ty đang đồn ẩm lên Mày đi cửa sau với giám đốc Thế nên mới có vé để vào công ty Họ còn biết học lực của mày Ai cũng chia ỏng chia eo Tao thấy làm việc ở đấy lâu dài cũng khó Kéo bè kéo phái Làm thì không tập trung mày ạ à. Thì kệ họ Mày cứ làm tốt phận sự của mày là được Tao xin chỗ khác Cứ đúng chuyên ngành là được Ngọc không muốn tiền suy nghĩ nhiều Nên vội làng sang chuyện khác Dù cô cũng hơi thất vọng trước quyết định của công ty nhưng mà cô vẫn tự an ủi bản thân mình phải cố gắng Họ ngồi ở đây thêm một lúc nữa Thì Tiên lấy cớ bận nên về trước Ngọc thấy vậy cũng chào tạm biệt luôn Cô còn ghé qua hàng bánh tráng Mua hai phần bánh tráng trộn để ăn Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này thì Tâm An cảm thấy là tình bạn của cô gái Tiên Tiên và Tiên Ngọc có vẻ như là dạn nứt rồi đấy. Không hiểu vì sao tình bạn lại có thể dạn nứt bởi vì từ khi chơi với nhau từ hồi cấp 2 thì tất cả mọi chuyện đều chia sẻ với nhau, giúp đỡ buồn vui ở bên nhau. Vậy mà chỉ vì một người đàn ông mà cô gái Tiên Tiên của chúng ta lại cho rằng Ngọc là một kẻ thủ đoạn, đâm sau lưng mình. Nếu như vậy thì chúng ta có nên xem xét lại tình bạn này hay không? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này liệu rằng sau khi mà ngọc nghỉ việc thì chàng trai tên hoàng còn có duyên gặp gỡ lại hay cô hay là có một chuyện gì đó khiến cho ngọc và anh chàng tên hoàng kia tiếp tục gặp gỡ nhau và nên duyên bởi vì thật sự là tâm an cảm thấy cô gái tên hương là một cô gái vô cùng thủ đoạn chắc chắn là không hợp với hoàng đâu chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp theo quý vị nhé còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại